mùng 5 tháng 9 đi nha các bác ạ. Mùng 5 tháng 9 đấy. Các bác anh em hôm nay được gì không? Mùng 5 tháng 9 đi nha. Vạc te te dĩa có tất các bạn. Mùng 5 tháng 9. Sáng sảnh đèn te te các bạn. Nó về nó lượn qua lưới luôn, quay nó đảo mấy vòng. Trời sáng quá, nó nhìn thấy lưới các bạn. Te te nó mà đi đêm mới là dính đét đấy các bạn. Chứ là ban gần sáng, sáng sớm thì khoảng ấy là nó nhìn thấy lưới này. Nó khó. Anh em mùng 5 tháng 9 nha các bạn nha.